mấy năm rồi. À. Rồi lúc này là uống sữa. Uống sữa không hả? Uống sữa cũng một hai tháng. Nhưng là ổng không có ăn được cái gì hết. Chắc tại không có vận động á. Dạ. Đó thì ổng làm cho nhà nước. Nước làm đâu? Ổng làm đâu? Ổng làm cái gì thông dịch cho giữ ông. Ở phủ hả? À. Trước chứ giờ. Làm ở phủ tổng thống, còn cô xưa cô làm gì? Làm bộ tư lệnh chăm sóc quốc gia. Trời ơi, giữ con à. Giữ xong hả? Giữ xong. Sao mà không có tiền? Vậy sao Mỹ nó không cởi tiền vậy trơn vậy? Nói gì mình nó có quen á, chị Na cũng Mỹ nha. Mỹ Tho. Mỹ Tho giúp đỡ. Nay chị Ngọc về Mỹ Tho rồi gửi cho vợ chồng chú chút quà. Chị nó già mà anh làm lên cụ tổng thống, còn chị làm cảnh sát quốc gia. Hai chỗ là lớn nhất thành phố. Ở Sài Gòn hả? Xưa cô làm Sài Gòn hả? Rồi đất ở đây đó phải không? Đất đây là mẹ ở. Đất của bên mẹ hả? Dạ. Rồi mấy đứa con sau này có làm đâu không? Có một thằng con. Một con có đi làm không? Mà nó có làm gì. Lý lịch này chắc là không được làm. Không đi làm gì chứ. Đi học với người ta còn không. Xưa là ông làm gì trong phủ cuộc sống? Thì cũng làm nhân viên. Nhân viên phủ cuộc sống. Nói cái tiếng dữ thì làm. Cô cũng nhân viên ở đâu? Cũng nhân viên vậy. Bên cảnh sát hả? Bộ tư lệnh cảnh sát. Bộ tư lệnh cảnh sát hả? Thành ra rồi sao hồi 75 mà không đi luôn? Không đi được hả? Tại vì lúc đó thằng con nó còn nhỏ quá. Ông đi ông sợ nó chết. À. Không dám đi. À. Có mấy tháng rồi. Với bà mẹ già nữa ha, bỏ lời cũng không được. Hai hồi đó có, mà lúc đó có cơ hội đi đúng không? Nói chứ đừng bắt tôi. Dạ không, đâu có. Tôi giấu vậy lắm mà chú. Đâu có, hồi đó, nó giờ ai bắt cô, đừng bắt tôi vô. Giờ bắt làm gì nữa? Dạ có cơ hội đi, mà nhưng mà mình không có đi phải không? Đáng lẽ ông đi hát ô ba, ô hai, đầu tiên đó. Rồi sao? Ổng không đi chứ. Ổng không chịu đi hả? Lúc đó sức khỏe ông bệnh hay sao? Không có, ổng khỏe lắm chứ. Trời ơi. Ổng không mới bị tai biến. Mà tại sao không chịu đi? Để giờ khổ như bà. Bởi vậy. Bây giờ mà ổng chịu đi không? Giờ đi xuống ổng khổ quá. Giờ đi không? Rồi có HO2 mà đi. Tiếp nè HO2 là cũng dữ lắm rồi. 2, 3 là đầu tiên, ưu tiên. Năm nay chú nhiêu tuổi cô? Dạ ổng sinh 40. 40 trời. 83, 84 rồi. Bạn đó. Ổng ơi, người Nam hay người Bắc? Người Nam. Người Nam luôn. Nhìn cũng đẹp lắm chị. Rồi, đẹp trai lắm. Ừ. Dạ. Tính ra là trắng trẻo. Chú với cô ai cũng đẹp hết trơn. Sợ gì? Nóc gác, nóc gác ở đỉnh đường ngày xưa hả? Dạ, tôi sánh đi qua mà. Ờ, sánh đi qua rồi. Chú tên gì quên rồi cô? Dạ. Chú tên gì? Nguyễn Văn Hữu. Nhiêu tuổi? 8 sinh 80 nha. Sinh năm 40 nay 83, 84 tuổi ta. 40. Dạ. Ừ. 73 tuổi. Giờ bạn bè chú bên Mỹ rồi có liên lạc gì không? Có ai biết gì không? Nay 83 tuổi Tây, 84 là tuổi. Bạn bè ngày xưa làm bốn năm tháng chưa không? Làm đó giờ chết hết rồi. Thì chết hết rồi. Đúng tuổi rồi, hàng tám rồi. Tuổi này đi đất hết rồi. Đi lòng rộng quá. Mấy ông qua bển thì cũng từ từ đi. Ừ, thì tuổi tám mấy qua bển không đi thì cũng cần làm chỗ rồi. Bà mẹ già với thằng con nó có mười mấy tháng. Rồi, rồi nó đi coi chứ đi. Cũng... Rồi. Thôi được rồi, chúc anh sức khỏe nha, cố gắng nha. Dạ, chúc chị sức khỏe, không có tụi em chỉ là lời đại diện cho một số bà nhà có quà gửi thăm công tác nha. Nếu mà trường hợp mà em nói với bạn bè em thân hữu em á mà người ta cảm động, người ta có một cái đó mà người ta muốn chia sẻ nữa thì em sẽ quay lại đây gửi thêm quà ha. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, cho nên là em phải hỏi như vậy để kia em mới có cái để em nói chuyện với người ta. Dạ. Chứ không có gì hết, không có gì chính trị. Không có gì đâu, không có gì đâu. Đây là cái anh Đạo Hữu Quảng Minh này á, là một người bạn đạo của em, đạo Phật. Cho nên là ảnh nói tôi gửi tiền cô coi mảnh đời nào là khổ cô giúp dùng. Chúc. Thành ra em cứ đó mà mỗi người một phần vậy đó. Dạ, ai gì là Phật các em đi nha. Dạ, cô ở gia đình mình đó có công giáo ở đây là gì không? Dạ, đạo Phật. Phật hả? Như vậy là đất ở đây là cô có bên mẹ chú. Dạ. Là cô gốc ở đâu? Từ gạo. Luôn. Ủa, từ gạo đó hả? Vì ngày xưa cô biết ông gì? Nguyễn Quý Hùng không? Nguyễn Quý Hùng hồi giờ quận phó quận chi gạo không? Không biết. Ông cũng tám mấy rồi. Dạ. Ông gốc có Đặng Kim Thu rồi đó. À, Thu Đen.
Thu Đen quận trưởng. Bản thân ổng. Thu Đen quận trưởng ông phòng phường Mỹ Phó. Dạ, rồi để nói chuyện với rồi bà Thu với ông Thu bây giờ thì bên Mỹ. Cali. Ổng ở đó còn bà thì qua bên bà cũng mất. Anh Hùng ơi.